Thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, tối ngày 15 tháng 8, Tổ công tác đặc biệt Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã tiến hành thực hiện khảo sát đánh giá về người lao động mất việc làm và người lang thang cơ nhỡ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để tìm cách hỗ trợ. Mục đích của chuyến khảo sát, trên cơ sở nắm bắt tình hình, Tổ công tác đặc biệt Bộ Lao động Thương binh Xã hội sẽ có ý kiến tham mưu với lãnh đạo thành phố để tìm cách giải quyết thực trạng người lang thang cơ nhỡ. Hôm nay, Tổ công tác đặc biệt của Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã tiến hành khảo sát trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trong cái bối cảnh mà dịch bệnh như hiện nay ấy, thì chúng tôi đề nghị người lao động hãy quay về cái nơi tạm trú trước đây và thực hiện cái công tác khai báo với các cấp chính quyền địa phương để được nhận cái hỗ trợ như là cái thông báo của thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến hỗ trợ người lao động. Rồi, nhưng mà tôi cố gắng là về cái chỗ trọ đi. Trong quá trình đi khảo sát thực tế tại các tuyến đường ở quận 1, quận 3, quận 5, tổ công tác bắt gặp nhiều trẻ em, người già, phụ nữ lang thang cơ nhỡ. Trước đây chị trọ ở đâu? Dạ, ở trong đại lý bên Sông Chiếu á. Sông Chiếu à? Chứ bây giờ sao không về Sông Chiếu ở mà lại nằm đây? Dạ, ở chung với đại lý á, bây giờ đại lý đã khóa cửa rồi, không có chỗ ở. À. Đi làm không có tiền á, rồi không có muốn nhà trọ được. Dạ, rồi mới đi đây ngồi. Đây, bác cho con này. Thế bây giờ nếu mà gọi chính quyền đến đưa con đi đến cái chỗ ở tập trung cho chỗ ở tối ngủ cho con, có con đi không? Tại sao? Ở ngoài quen rồi. Bình thường con đi làm cái gì? Làm ve chai chung với mẹ. Cũng trong chuyến khảo sát, tổ công tác đặc biệt Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã tặng túi an sinh gồm có bánh chưng, sữa, nước suối và tiền mặt cho người lao động mất việc làm và người lang thang cơ nhỡ.